Chào các bạn, hôm nay tôi muốn giới thiệu đến mọi người cái bút máy Super5 được nhập trực tiếp từ Đức. Cái bút này mình được biết trong một lần đi du lịch qua Đức và thấy nó rất là thú vị, vì vậy đã nhập về để giới thiệu đến mọi người. Cái bút máy này nó cho phép mình thay đổi cả cục ngòi tùy theo ý thích. Ở đây tôi có là 4 loại, hãng hiện tại đang có 4 loại. Cái cục ngòi mà đi kèm theo bút này là ngòi 0.5. Ngoài ra tôi còn có các cái ngòi là 0.7. Ngòi M. Và đặc biệt họ còn có thêm cả đầu bút bi, dành cho những người không có quen dùng bút máy. Cái bút bi này mình vẫn có thể sử dụng chung với lại converter và bơm mực như là bút máy. Thì khi mà trong quá trình sử dụng, vì nhiều nhu cầu khác nhau, mình có nhu cầu đổi sang cái đầu bút khác ấy, thì các bạn có thể mua riêng những cái cục ngòi này rồi thay thế vào cái bút này để mình sử dụng. Mình cứ gắn nó vào và mình sử dụng. Cho nên nó rất là tiện. Cái kiểu ngòi bút của cái dòng bút này là nó là cái kiểu ngòi stud, tức là nó không có trên cái đầu, nó không có cái bi mà nó là hơi ngang một tí xíu. Các bạn thấy ngòi M này thì nó có cái đầu tròn này, nhưng mà cái nét 0.7 này hình như là nó không có. Đúng rồi, nó không có. Đó là cái sự khác biệt giữa cái đầu tròn này và cái size M này, và cái size 0.7 là ở cái đầu. 0.7 thì cái kiểu ngòi của nó là cái kiểu ngòi stud, ngòi ngang. Còn cái size M này là cái kiểu đầu là iridium, cái kiểu đầu tròn. Thì với cái ngòi 0.7 này, các cái bạn nào dùng để ghi tên nó sẽ hợp hơn. Còn hai cái đầu là 0.5 và 0.7 thì mình dùng cho vẽ sketch hoặc là viết chữ hàng ngày cũng được. Và tuy nhiên khi mình viết chữ hàng ngày á, thì cái nét của nó sẽ có độ biến thiên nhẹ, nó sẽ tạo cho cái chữ nó có cái nét nó hơi dày mỏng khác nhau, nhìn khá là đẹp. Cây bút bi mình, nếu mà mình sử dụng thì mình cũng sẽ gắn nó với lại cái converter và bơm mực. Lưu ý là đối với lại cái bút bi này, thì nếu mà bạn muốn bơm mực á, thì mình nên dùng cái converter này mình bơm mực trước. Này, ví dụ mình bơm mực trước, mình bơm cho đầy vào trong cái ống mực này rồi mình hãy gắn vào mình sử dụng. Tôi sẽ sử dụng thử cho bạn xem. Vặn xuống một tí xíu. Oops, chết rồi. Làm nó quá tay rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng nó.
đây có thể nói là một thiết kế rất là độc đáo. Bút bi nhưng sử dụng mực của bút máy. Vì vậy nếu bạn nào không quen dùng bút máy, mình vẫn có thể sử dụng bút bi này. Câu hỏi đặt ra là tại sao cây bút bi này nó lại sử dụng mực của bút máy? Phải có lý do gì đúng không ạ? Vâng, là bởi vì cái cây bút này hãng Super5 họ thiết kế cho hai cái nhu cầu, ngoài viết thì còn có một cái nhu cầu nữa là dành cho những cái bạn mà yêu thích vẽ sketch hay di chuyển đi du lịch. Nhưng mà nhiều khi người ta quen xài cái bút máy, nhiều khi người ta quen xài cái bút bi hơn là cái bút máy, mà người ta lại thích vẽ sketch bằng bút bi, sau đó mình có thể vẽ chung với lại màu nước, thì cái giải pháp như thế này lại rất là tiện dụng, đáp ứng rất tốt cái nhu cầu của các bạn. Đây, mình sẽ dùng cái cây bút này để mình vẽ sketch chẳng hạn. Sau đó vẽ chung với lại màu nước. Ở đây tôi đây là các bạn thấy là sau khi mình vẽ với màu nước thì cái nét nó sẽ không có bị lem. Đó. Như vậy thì cái người họa sĩ người ta có thể phối hợp vẽ phối hợp chung với lại màu nước cũng được. Đó. Thì tùy theo cái nhu cầu, thói quen và sở thích, bạn có thể chọn hoặc là cái bút máy hoặc là cái bút bi và sử dụng. Ngoài ra thì Super5 họ còn có một cái dòng mực rất là hay, đó là mực waterproof. Cái điểm đặc sắc của họ là họ có tới 6 màu để đáp ứng cho nhiều nhu cầu về màu sắc khác nhau. Ở đây tôi có là 6 màu, gồm có màu đen, màu cam, màu đỏ, màu xanh, màu xám và màu green. Và cái computer của họ là họ sử dụng theo chuẩn international. Đây, cái này được gọi là cái chuẩn international. Cho nên cái computer này của họ có thể vẫn sử dụng chung được với lại các cái dòng bút khác cũng sử dụng cái dòng ống mực theo cái chuẩn international như thế này. Đó, thì các bạn có thể sử dụng ống mực. Hãng họ cũng bán cái ống mực bên trong là các loại mực kháng nước 6 màu như hiện tại mà tôi đang có ở đây. Hoặc là các bạn có thể dùng nó với lại cái computer để mình bơm các cái mực bên ngoài vào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào clip sau nhé. Chào tạm biệt các bạn.